Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để nhận thưởng vé số Vietlott khi đặt ở trên Viettel Pay nhé. Đấy. Thì hôm bữa mình có mua thử á. Thì hôm nay mình vào Viettel Pay này. Vé Vietlott này. Một hồi sau thì khi xử lý xong thì tiền sẽ được cộng vào ví Viettel Pay của các bạn nhé. Cách nhận thưởng là như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.